Casino xin được gửi lời chào tới tất cả những ai đang theo dõi trên Đồng Xuân TV. Một lời chào, một lời kính chúc thân thương nhất ạ. Em cảm giác là lần này so với live show của Tuấn Hưng ngày đợt trước em có tham gia thì như thế nào? Em cảm thấy thì là vẫn chung một cái không khí như vậy, vẫn rất là vô cùng đông và mọi người đến đây đều cổ vũ cho tất cả các nghệ sĩ rất là nhiệt tình. Đấy là chính là một điều mà khiến cho em yêu thích Berlin đến như vậy, mà lần này được quay trở lại đây đúng là một điều vô cùng hạnh phúc. Và em hy vọng rằng em sẽ còn được nhiều lần nữa quay lại đây như thế này để có thể mang tiếng hát của mình cống hiến cho tất cả quý vị và sẽ cảm nhận được cái bầu không khí nóng này thêm một lần nữa. Điều nói trước tiên là Quang Minh xin cảm ơn khán giả Berlin đã ủng hộ Quang Minh Hồng Đào cũng như anh chị em nghệ sĩ sang Quang Minh này. Lời nói đầu tiên là xin chúc quý vị khán thính giả lúc nào cũng vui vẻ, quan trọng nhất là khỏe mạnh. Ngoài anh Quang Minh ra thì Hồng Đào diễn với ai Hồng Đào cảm thấy ăn ý nhất? Dạ thì tại vì 22 năm nay là toàn gắn liền với lại anh Quang Minh không à, cho nên là tất nhiên là với Quang Minh là ăn ý nhất. Nhưng mà ngoài ra thì Hồng Đào cũng có diễn chung với anh Vân Sơn, anh Bảo Liêm và cũng có diễn với Hoài Linh. Và vừa rồi về Việt Nam có tham gia với lại Trấn Thành nữa thì tất cả mọi người đều mang cho Hồng Đào những cái cảm giác nó mới hơn và đồng thời nó sáng tạo nhiều hơn. Yeah. Hồng Đào có cảm giác gì hôm nay khán giả Berlin vững sàng vỗ tay ở giữa? Coi như khán giả Berlin hôm nay hết sức là tuyệt vời. Tại vì như thế này nhá, mọi người ăn mặc quá đẹp để đi coi trình diễn, làm cho nghệ sĩ cảm thấy là mình hãnh diện khi mình có một ngồi với khán giả đông đủ mà mặc đẹp như thế. Thứ nhất, thứ hai là thưởng thức rất là enjoy trong cái show hôm nay và đồng thời tán thưởng, đồng thời hết sức là coi như là vừa thưởng thức mà vừa tán thưởng. Nói chung hôm nay khán giả là number one. Yeah. Đó là cái điều mà mọi người nghệ sĩ, mọi người diễn viên đều mong muốn từ khán giả. Yeah. Cảm ơn Hồng Đào. Rất là cảm ơn khán giả Berlin hôm nay. Yeah. Nếu mà em cái này là một cái đã mấy năm rồi Quang Minh mới trở lại với lại Berlin này, và ngày hôm qua Quang Minh có ghé Đồng Xuân thì là không ngờ sau bao nhiêu năm trở lại thấy Đồng Xuân mình á phát triển rất là rất là mạnh. Cái điều đó là mừng cho cộng đồng người Việt Nam mình tại Berlin này. Quang Minh cảm thấy là khán giả của Berlin, khán giả của Mỹ và khán giả Việt Nam thì khán giả có sự gì khác biệt? Khán giả nào đến với anh em chị em nghệ sĩ cũng là yêu mến, thương mến với nhau hết. Nhưng mà khác biệt ở một điều á, sao ngộ quá, khán giả ở đây ăn mặc đẹp quá. Mà không những đẹp mà đồ hiệu nữa. Cái điều đó là cái điều là lạ nhất. Phong cách của bên đây hình như là mấy em máu hơn, ăn diện hơn. Cái đó là cái điều mà mình thấy. Xin chào chị Mai Thiên Vân. Chị có cảm giác gì hôm nay mà khi khán giả Berlin chủ yếu là người miền Bắc? Em cũng rất là hồi hộp, bởi vì em không biết là em là người miền Nam, rất là nói chung là rặt là miền Nam, nên là em không biết là phải giống như là phải xài dùng những cái từ gì để hợp với người miền Bắc phải không? Nhưng mà vẫn cảm thấy rất là vui, bởi vì hôm nay khán giả đến rất là đông, khoảng gần 1.500 người. Và khi mà Vân lên sân khấu thì Vân nói chuyện với khán giả thì Vân cảm thấy là rất là thoải mái với việc khán giả hôm nay đến và dành cho nghệ sĩ những cái tình cảm rất đặc biệt. Mà trước khi đến với khán giả thì em đã gặp trong ban tổ chức, mấy em trong ban tổ chức rất là dễ thương và nói chung là nhanh nhẹn, năng động. Và Vân mong rằng sẽ có những cái chương trình lớn như thế này để người Việt ở bên Berlin có thể gặp gỡ nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Em đã mua được đĩa nào chưa? Chưa mua, quá nhiều, ở đây quá nhiều. Hôm nay em thấy anh Tuấn Hưng hát hay hay là anh Đàm Vĩnh Hưng? Cả hai hát hay quá. Nên mà mắc đâu mua? Dạ. Mắc đâu mua? Rất là mê giọng hát em ở Mr. Đàm. 50 người đến đấy. 50 người mắc đâu mua? Đến. Thế thì chắc là phải đi một xe bus ạ. 10 xe con. Biết. Vâng, chúng em là fan hâm mộ của Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng. Và hôm nay là đường xá xa xôi nhưng vẫn không quản ngại đường xá xa xôi đến thẳng đây. Và nhưng mà chưa được chụp ảnh với Đàm Vĩnh Hưng nên đang ở mức, đang chờ đây để đến lượt chụp ảnh. Chụp với ở Mr. Đàm. Một kiểu. Thực ra là tiếng hát của Mr. Đàm là rất là hâm mộ từ lâu rồi. Thế bây giờ là lần đấy có lần thứ bao nhiêu Mr. Đàm đến Berlin, cho nên là các chị em ở sau Mai Mắc Đô Bước là muốn chụp riêng với cả Mr. Đàm một kiểu. Đấy là nguyện vọng. Đàm Vĩnh Hưng, Đàm Vĩnh Hưng, Đàm Vĩnh Hưng,
Anh Hưng thì hôm nay thấy khán giả Berlin như nào? Quá nồng nhiệt và quá tuyệt vời luôn. Chào em. Chào xin, chào xin nha. Quay lại. Đây đây đây, cho họ chụp này. Dạ. À, đây là hơn 50 chị em của thành phố Magdeburg là fan hâm mộ của anh Hưng. Đấy. Đúng rồi. Hơn 200 cây số đến đây em nha. Hơn 50 chị em. Đây. Đàm Vĩnh Hưng. Thêm phút nào. Bây giờ kia anh đi em nào. Anh Hưng thấy sao? Rất là happy, rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Không ngờ là có một cái group này, nhóm fan này đặc biệt như vậy. Không quên được đâu. Rồi, chị ơi.